Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 9 của trang web olm.vn. Bài giảng lần trước chúng ta đã biết rằng trong các dây cung của đường tròn thì đường kính là dây lớn nhất. Ngày hôm nay cô tiếp tục giới thiệu tới các con một mối liên hệ nữa, đó là liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây. Trong bài này, các con sẽ được tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất, các con sẽ có thể nắm được các định lý liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây, đồng thời vận dụng các định lý đó để có thể so sánh độ dài hai dây và so sánh khoảng cách từ tâm tới dây. Vậy cụ thể mối liên hệ đó là gì? Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên. Cô có bài toán cho AB và CD là hai dây khác đường kính của đường tròn tâm O bán kính R. Gọi OH và OK lần lượt là khoảng cách từ tâm O tới hai dây cung AB và CD. Hãy chứng minh hệ thức OH bình cộng với HB bình sẽ bằng OK bình cộng với KD bình. Trước hết, chúng ta sẽ cùng vẽ hình. Đây là đường tròn tâm O bán kính R. ER. Cô vẽ hai dây AB và CD khác nhau. Hai dây này thì phải khác đường kính. Sau đó, gọi OH và OK lần lượt là khoảng cách từ tâm O tới AB và CD. Chúng ta đã biết khoảng cách từ tâm tới dây cung chính là độ dài của đoạn thẳng kẻ vuông góc từ tâm tới dây cung đó. Như vậy, chúng ta có đây là đoạn OH, đây là đoạn OK. Các con cần phải chứng minh OH bình cộng HB bình bằng OK bình cộng với KD bình trước hết các con hãy thử suy nghĩ có hệ thức nào liên quan tới tổng hai bình phương chúng ta đã biết một định lý nào mà có hệ thức có dạng này hơn nữa hãy để ý mối liên hệ giữa oh và hb các con có nhìn thấy tính chất vuông góc hay không tất cả những dữ kiện trên đã dẫn chúng ta tới một định lý hết sức quan trọng và quen thuộc đó là định lý pythagore xét tam giác vuông ohb thì chúng ta đã biết được rằng oh bình cộng với hb bình sẽ bằng gì tương tự như thế đối với tam giác okd ta đã biết ok bình cộng với kd bình bằng gì và mối liên hệ của các tổng trên để các con có thể nhìn thấy rõ hơn nữa thì cô sẽ nối ob và od sau đó theo như tư duy bên trên chúng ta thấy rằng áp dụng định lý pythagore và hai tam giác là tam giác ohb và tam giác okd thế thì khi đó ta sẽ có các hệ thức là oh bình cộng với hb bình sẽ bằng ob bình ob thì lại bằng r như vậy tổng của hai bình phương này sẽ bằng r bình vậy thì chúng ta sẽ suy ra được ok bình cộng với kd bình bằng gì đúng như thế nó sẽ bằng od bình phương od thì lại bằng r và như vậy tổng của hai bình phương này cũng bằng r bình từ đó ta suy ra oh bình cộng với hb bình sẽ bằng ok bình cộng với kd bình vậy ta đã chứng minh xong bài toán này Tới đây, chắc chắn là các con sẽ suy nghĩ bài toán này thì liên hệ gì tới nội dung mà chúng ta học ngày hôm nay thì để ý thấy rằng OH chính là khoảng cách từ tâm O tới dây cung AB, OK chính là khoảng cách từ tâm O tới dây cung CD. Hơn nữa, HB thì lại bằng 1 phần 2 AB, KD cũng bằng 1 phần 2 CD. Vậy thì các đối tượng này đều liên quan tới độ dài dây và khoảng cách từ tâm tới dây. Cụ thể hơn ta đến với phần 2, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây đó. Trước hết, ta quay lại với hệ thức mà ta vừa chứng minh được ở phần 1, đó là OH bình cộng HB bình bằng OK bình cộng với KD bình. Đây là hình vẽ minh họa hệ thức trên. Trước hết, các con hãy chứng minh cho cô nếu như ab bằng với cd thì ta có oh bằng với ok ta quay lại với hệ thức này để oh bằng với ok thì nghĩa là hb bằng với kd hb và kd thì có mối liên hệ gì với ab và cd tới đây ta lại phải nhớ tính chất đó là gì đường kính vuông góc với dây cung thì sẽ đi qua trung điểm của dây đó ở đây chúng ta thấy rằng OH vuông góc với AB, vậy thì H sẽ là trung điểm của AB. Tương tự như thế, K cũng sẽ là trung điểm của CD. Vậy thì nếu như chúng ta có AB bằng CD, nghĩa là HB sẽ phải bằng KD. Và khi đó chúng ta có HB bình sẽ bằng KD bình hay OH bình bằng OK bình. Và như vậy ta chứng minh được OH bằng với OK nói thành lời thì chúng ta sẽ có nếu như độ dài hai dây cung bằng nhau thì khoảng cách từ tâm tới hai dây cung đó cũng sẽ bằng nhau ngược lại thì sao nếu như cô có oh bằng ok thì ab có bằng cd hay không rõ ràng là có đúng không khi mà oh bằng ok thì chúng ta suy ra được hb sẽ bằng kd hay nhân đôi lên thì ab sẽ phải bằng cd vậy là ta đã chứng minh được hai dây cung bằng nhau thì khoảng cách từ tâm tới hai dây cung đó cũng sẽ bằng nhau cô có kết luận trong một đường tròn hai dây bằng nhau thì sẽ cách đều tâm và hai dây cách đều tâm thì sẽ bằng nhau đó là định lý thứ nhất vậy nếu như một dây bé và một dây lớn thì sao chúng ta sẽ đến với bài chứng minh thứ hai nếu như AB lớn hơn CD thì hãy so sánh OH với OK. Ở đây cô vẽ AB lớn hơn CD, nhìn trực quan thì ta thấy là OH sẽ nhỏ hơn OK. Làm thế nào để có thể chứng minh được điều này? Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ phải dựa vào công thức chứng minh được ở phần 1. Nếu như AB lớn hơn CD thì rõ ràng ta suy ra được HB sẽ lớn hơn KD khi đó hb bình lớn hơn kd bình như vậy thì oh bình sẽ phải nhỏ hơn ok bình và suy ra oh nhỏ hơn ok vậy là ta thấy nếu như một dây cung lớn hơn thì khoảng cách từ tâm tới dây đó sẽ nhỏ hơn ngược lại thì sao nếu như cô có oh nhỏ hơn ok thì ta so sánh ab và cd như thế nào Dựa vào hình vẽ cũng như là câu trước thì ta sẽ thấy được rằng khi đó AB sẽ lớn hơn CD, ta sẽ chứng minh bằng cách suy luận ngược lại đối với câu trên. Nếu OH nhỏ hơn no OK thì theo hệ thức này ta suy ra được là HB phải lớn hơn KD. HB bằng 1 phần 2 AB, KD bằng 1 phần 2 CD. Như vậy ta suy ra được AB sẽ phải lớn hơn CD. Từ những chứng minh này thì cô có, có định lý sau. Trong cùng một đường tròn, Dây nào lớn hơn thì dây đó sẽ gần tâm hơn và ngược lại, dây nào gần tâm hơn thì dây đó sẽ lớn hơn. Vậy là từ đây chúng ta sẽ có thể rút ra kết luận của phần 2, đó là trong cùng một đường tròn, hai dây bằng nhau thì cách đều tâm, hai dây cách đều tâm thì bằng nhau. Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn và dây nào gần tâm hơn thì dây đó sẽ lớn hơn. Vậy là từ đây khi mà biết Độ dài của dây chúng ta có thể so sánh khoảng cách từ tâm tới dây. Ngược lại, khi biết khoảng cách từ tâm tới dây thì chúng ta cũng có thể so sánh được độ dài của hai dây. Đó chính là nội dung chính của bài ngày hôm nay. Áp dụng các phần kiến thức này thì các con hãy làm bài luyện tập dưới đây. Cho đường tròn tâm O, bán kính là 5 cm, dây AB bằng 8 cm. Hãy tính khoảng cách từ tâm O tới dây này. Đây là hình vẽ. Bán kính của đường tròn này là 5 cm. Dây AB bằng 8 cm. Chúng ta tính khoảng cách từ tâm O tới dây AB này như thế nào? Trước hết thì chúng ta sẽ vẽ khoảng cách đó, bằng cách vẽ OH vuông góc với AB. H sẽ thuộc AB. Khi đó, khoảng cách từ tâm O tới dây AB chính bằng OH. Ta đã biết bán kính R ER, nghĩa là đã biết OB. Theo quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây cung, chúng ta có OH vuông góc với AB thì suy ra H là trung điểm của AB. Vậy thì ta suy ra là HB sẽ bằng một nửa của AB và bằng 4cm. Tới đây ta áp dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông OHB thì tìm được độ dài của OH bình bằng OB bình trừ đi HB bình thay số ta suy ra được nó bằng 9. Vậy thì OH sẽ bằng 3 cm hay nói cách khác, khoảng cách từ tâm O tới dây AB bằng 3 cm. Đó là cách tính khoảng cách từ tâm tới dây khi biết bán kính và độ dài của dây. Câu B Gọi Y là một điểm thuộc dây AB sao cho AI bằng 1cm kẻ dây CD đi qua Y và vuông góc với AB, hãy chứng minh rằng AB bằng với CD. Ta vẽ hình, đây là điểm Y, kẻ CD đi qua Y và vuông góc với AB, ta cần phải chứng minh AB bằng với CD. Trước hết thì ta phải nhận xét rằng là AB và CD là hai dây cung của đường tròn. Nếu muốn chứng minh chúng bằng nhau thì qua bài hôm nay chúng ta đã biết ta sẽ chứng minh khoảng cách từ tâm tới hai dây cung đó là bằng nhau. Ta đã biết OH chính là khoảng cách từ tâm tới AB, vậy thì ta cần phải tìm khoảng cách từ tâm tới dây CD. Trước hết, chúng ta sẽ kể OK vuông góc với CD với K thuộc CD, khi đó ta cần phải chứng minh OK bằng với OH. Ta thấy rằng OK sẽ phải bằng IH bởi vì sao? Tứ giác KOHI có 3 góc vuông, vậy thì nó sẽ là hình chữ nhật. Như vậy ta suy ra OK sẽ bằng 3 cm. Lại có theo câu A thì OH cũng bằng 3 cm, vậy thì OH sẽ bằng OK và theo định lý thì ta suy ra được độ dài của AB sẽ bằng CD. Vậy là từ bài này chúng ta suy ra ngoài cách chứng minh hai khoảng cách bằng nhau, chúng ta còn có thể chứng minh chúng cùng bằng một số cụ thể và từ đó ta suy ra độ dài hai dây là bằng nhau. Vậy là ở bài giảng ngày hôm nay cô đã giới thiệu từ các con định lý liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Nếu thấy bài giảng hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh học trực tuyến OLM để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các con!